Nga này được mấy mấy tháng tuổi à? Đúng không? Mấy tháng à? Vì trời hả? À? Nó bay mất thì sao? Mới cắt cánh à? Sao vì trời ở đâu mà nó xuống đây? Sao vì trời con vì trời đó ở đâu rồi nó xuống đây? Mình mua chứ. Mua hả? Đây. Ở đây có gì có thấy ba con vì trời à? Thế ba con vịt trời. Ngoài đây thì nhiều. Trong này có ba con. Ở đây nhiều. Đâu ở ngoài đây này, đấy. Đấy này, cái mấy con này là vịt trời hết cái gì? Đây ba con nữa này. Nhiều chú vịt trời á. Cái ao này có gì nuôi cá gì? Ao này thông nhau à? Ừ thế chứ mấy cái nhiều cá vậy tưởng có. Một nửa ngàn coi như thường là mấy tháng? Nửa ngàn này bao nhiêu mấy tháng? Nửa ngàn này à? Ừ. Mấy tháng thì xuất chuồng à? 2 tháng rưỡi, 3 tháng à? 2 tháng rưỡi. Chạy ra ngoài nhiều quá rồi. Trong con này đợt mình nuôi mình bao nhiêu con này, mấy trăm con này. Cái này 600. 600 à? Khi ra giá xuất chuồng thường trung bình là được bao nhiêu? Thì là chắc được 60. 60. 60 thì 1 ký gì? Mấy con còn 3 ký không? 3 ký con. Chuyện làm ăn thì tất nhiên là làm ăn nó nằm ở vất vả rồi.